Hello, xin chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn nha. Hôm nay có nhiều bạn yêu cầu mình là hướng dẫn bên bên thị trấn các bạn, bên tàu hỏa nè, làm sao để đuổi khách hoặc là rước khách về và cho khách ăn một lần. Tại vì những cái bạn còn mới chơi nên các bạn nó không biết, cho nên hôm nay mình sẽ hướng dẫn cái những cái bạn đó để các bạn đó biết hoạt động bên tàu hỏa này nha. Còn các bạn nào mà biết rồi á thì cũng thể xem tham khảo cho vui với mình nha các bạn. Rồi bắt đầu bây giờ mình bắt đầu vào hướng dẫn. Các bạn nào mà chưa biết bên tàu hỏa thì mình sẽ hướng dẫn các bạn một cách chi tiết để các bạn hiểu và các bạn có thể đua ngựa một cách dễ dàng hơn nha. Rồi bây giờ mình sẽ cho camera của mình nó nhỏ lại để cho nó khỏi vướng các bạn nha. Rồi ok. Rồi bắt đầu bên tàu hỏa nè. Đây cái tàu hỏa chính nè các bạn, để mình sẽ cho về tiếng Việt cho các bạn dễ đọc. Đây có bạn nào mà chưa biết chuyển đổi ngôn ngữ thì bạn bấm vào chữ cài đặt này nha, cái răng cưa nè, hình răng cưa nè các bạn. Rồi bạn thấy chữ elite nữa không, là chuyển đổi ngôn ngữ đây nè. Đó bạn kéo xuống là tiếng Việt, còn bạn muốn chọn tiếng nào thì tùy chọn tùy chỉnh của bạn nha. Đó đây có tiếng Pháp nữa nè các bạn, trên đây là tiếng Anh. Rồi mình sẽ chọn tiếng Việt của mình nha. Khi chọn nó sẽ reset lại. Rồi ok. Đây cái tàu hỏa mình nè, nhà ga cấp 12 nè, có nghĩa là bạn nâng cấp 12 là full nha. Có nghĩa là chuyến tàu tốc hành tiếp theo của mình là 6 tiếng nữa. Cứ 6 tiếng nó đến một lần nha các bạn. Và một lần là mình sẽ rước được 14 người nha. Còn cái nhà chính này là nếu mình chứa full là 42. Đó, hiện tại mình đang full là 42 trên 42 rồi nha các bạn. Và khi mà cái tàu chính nó đến á, là có thể là cái người đến á, yêu cầu là ba cái nhà hoặc là hai cái nhà, và người ta sẽ có thể là có cái phần quà bên thị trấn cho các bạn nè, bên khu bảo tồn là có hình dấu chân con dâu nha. Rồi bây giờ mình sẽ để mình chụp hình lại các bạn, các bạn cho chờ mình chụp hình lại cái nha. Rồi chụp hình lại, chờ mình chụp hình mình lưu lại, mình làm cái hình nền cho các bạn á. Rồi ok. Rồi ok. Rồi như vậy nếu các bạn muốn chỉ muốn một người cho đây, nếu như vậy bạn cho ăn tới 3 lần hoặc là 2 lần người ta mới cho bạn quà nha. Còn như mình vậy mình cho ăn có một lần, bạn thấy mình cho ăn có một lần là người ta cho quà thấy không nè, các bạn nhìn nè, đó người ta có hộp quà ở trên đó là mình đã cho ăn rồi nha. Nó rồi đây như vậy là mình cho ăn một lần là cho quà. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn bọn bạn một cách chi tiết làm sao để một lần để cho người ta ăn một lần là có quà nha. Rồi nè các bạn, nhàn rỗi là nhàn rỗi nha, bên đây là tất cả là những cái người cho ăn rồi và những người chưa cho ăn hoặc là những người mới cho ăn dở dang là tất cả bên đây. Còn bên đây nhàn rỗi là những cái người chưa cho ăn nha, người ta còn đi long nhông đó, người ta còn đi long nhông nè, đó là nhàn rỗi nha các bạn. Đó người ta còn đi long nhông á, đó là nhàn rỗi. Còn đang đợi có nghĩa là đang đợi là đang ở ngoài đây nè, người ta chưa vô là đang đợi nha các bạn. Rồi đang phục vụ là chưa có, một xíu mình sẽ đang phục vụ cho bạn xem nha. Sẵn sàng là những người cho ăn rồi, có quà rồi, đó đang rời đi là ngoài đây, đang rời đi là người ta đứng chuẩn bị, người ta rời đi là ở ngoài đây, đang rời đi là cũng như là mình lấy quà lên nữa, rồi người ta rời đi, người ta đứng ngoài đây nè chờ tàu hỏa khác đến để người ta lên người ta đi á. Rồi bây giờ nha, của mình hiện tại là 42 trên 42, mình sẽ không rước khách được nữa, mình sẽ không rước khách được nữa là nó full nè. Đó nó kêu là thị trấn của bạn đó đầy, hãy nâng cấp nhà chính, mà nhà chính của mình là full rồi các bạn. Rồi trước tiên á, việc trước tiên bạn vô nhà cái thị trấn này thì bạn mở cái hộp này giùm mình nha. Đó được một cái rìu nha. Rồi bạn qua bên đây khu bảo tồn, nếu bạn nào mà chưa mở được thì bạn mở bất kỳ một cái ô đất bên đây mà nó thông qua cái đường mương này nè, cái đường mương này nè các bạn. Đó nó thông qua đường mương này thì các bạn sẽ mở được khu bảo tồn bên đây nha, mở được khu bảo tồn bên đây. Hiện tại mình không có sản xuất, mình còn 8 cái à, là mình không cho ăn đủ nên cho nên mình không cho ăn luôn. Rồi cái đây là cái mảnh ghép để mình mở mảnh ghép những cái con này ra nha. Rồi rồi nè, bây giờ
khi nó full như vậy, bạn hãy đuổi hết cho mình. Nếu bạn cho nó ăn là bạn chấp nhận cho người này ăn tới ba cái nhà nha, là bạn mới có quà. Hoặc như mà bạn cho ăn hai nhà vậy thì bạn có một cái lợi và một cái hại nha. Cái lợi thứ nhất, cái lợi á là bạn vừa có tiền và vừa được có điểm kinh nghiệm. Còn cái hại của bạn rất là tốn bánh và tốn thời gian. Thứ nhất là tốn bánh tốn thời gian, nếu bạn đua ngựa là bạn rất là tốn thời gian và cuộc bạn hoàn thành cuộc đua ngựa của bạn rất là lâu nha. Cho nên bạn chỉ đua ngựa là bạn chỉ sử dụng một cho ăn một lần rồi bạn lấy quà thôi. Rồi như mình á, mình đuổi hết để cho những cái bạn cờ lan bên kia rước về. Như vậy bạn đuổi ra là những cái người bên cờ lan của mình á, rước về chỉ có một lần thôi, còn mình để vậy là mình phải sử dụng cho ăn 2 lần đến 3 lần. Còn mình đuổi đi á, người khác rước về là chỉ rước có một lần thôi. Rồi mình sẽ đuổi cho bạn xem nha, đưa đi tất cả nè. Thứ nhất là bạn có thể bấm đưa đi tất cả là đuổi đi hết. Còn ví dụ bạn muốn tùy chỉnh, bạn muốn đuổi hoặc bạn giữ thì bạn bấm vô đây đó, bạn kêu đưa đi, đó là người ta tự đưa đi thêm lần nữa. Rồi thấy không, còn 41/42 nè, còn mình là bấm đưa đi tất cả. Rồi ok, đưa đi tất cả rồi nha các bạn. Rồi bây giờ bạn muốn cho một người ăn chỉ một lần á, đây chẳng hạn như một người ăn chỉ một lần á, là bạn như vậy, bạn thấy cái tàu nhỏ của bạn không? Cái tàu nhỏ này mình phải nâng cấp nha, mà quà mình cũng đã nâng cấp full rồi, là 10, rước được 10 người các bạn. Rồi nè, như vậy bạn nhìn ở dưới đây, bạn bè trong khu dân cư có hành khách để đón nè. Đây bạn cái canh cái người nào mình nhiều khách, như bạn ru này 7 phải không? Rồi mình qua mình rước nè, mình hướng dẫn bạn rước xong rồi nhảy qua một cái người trong clan khác rước tiếp. Rồi bạn bấm vô cái nhà này của người ta nè, nó chiếc tàu quá mình nó chạy qua, bạn thấy không? Rồi việc đầu tiên bạn qua nhà của một người hàng xóm của bạn, bạn mở tiếp cái hầm này cho mình đó, thấy không? Rồi xong bạn bấm vô cái nhà này nè, bấm vô cái nhà này nha, đó bấm vô cái nhà này nè, bấm tay hoặc bấm chuột vào nè. Rồi nè, bấm vô đó. Rồi bắt đầu mình bắt rước nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ví dụ bên đây có 7 người phải không, bạn muốn rước cho full 10 người đúng không? Muốn rước cho full 10 người, bạn bấm vô cái đầu tàu hỏa nhỏ nhỏ này, thấy không? Nè, chuột mình quay nè, bạn thấy sức chứa của tàu hỏa riêng 7/10 không? Rồi có cái đầu tàu hỏa nè, bấm vô. Rồi muốn chuyển đi đâu? Giờ mình chuyển qua ông ghét nha. Rồi chuyển qua ông ghét đó. Rồi tiếp tục, mình bấm vô cái nhà này hồi nãy, đây cái nhà này nha. Đó, bấm vô. Rồi bấm vô, ten, ổng được 2 người. 1. Rồi nhưng mà mình sẽ lấy một người thôi, rồi mình sẽ qua một cái nhà khác để cho các bạn hiểu là nhảy qua nhà khác như thế nào. Rồi bấm tiếp tục vô cái đầu tàu quả, bấm. Rồi, chọn là bất kỳ cái tên người nào mình muốn chọn. Đó. Rồi cũng thao tác y chang vậy luôn. Bấm vô cái nhà bên đây, bấm chuột vô cái nhà bên đây hoặc là bấm tay. Đó. Bấm rồi chín, rồi tiếp tục nhảy qua một cái nhà khác. Nhảy qua bên này. Rồi ok. Rồi xong nè các bạn, bấm tiếp, bấm vào. Rồi chọn, rồi 10/10. 10/10 là mình sẽ không rước được nữa nha. Rồi mình bấm nè, các bạn xem mình nè, qua nhà ông ghét nè, không chọn được nữa nè. Tàu hỏa của mình nè, nó chưa tới các bạn. Đó, nó tới rồi đó. Rồi nó kêu là mình đang tới thị trấn của mình, cho nên mình sẽ về. Nói chung mình full rồi, mình về đó. Nó về nè các bạn. Rồi nó về, nó sẽ thả khách ra nha các bạn. Rồi các bạn muốn đón khách nữa, chiếc tàu hỏa này xíu nó thả ra, mình sẽ cho bạn xem là thời gian bao nhiêu là đón khách được một lần nha. Đó, như vậy nè, các bạn xem nè. Đó, các bạn thấy không? Chỉ cho ăn có một lần thôi, thấy không? Là bạn làm những người cờ lan của bạn á, muốn cho những cái người này nè ăn một lần có quà để hoàn thành nhiệm vụ đua ngựa, thì bạn đuổi tất cả những cái người ở trong tàu hỏa của bạn ra hết. Rồi bạn qua cái cờ lan, qua cái farm của qua cái tờ cái thị trấn của những cái người trong cờ lan của các bạn á, đón về như mình. Như vậy là nó sẽ chỉ cho ăn có một lần nè, các bạn thấy không? Một lần là nhận quà. Rồi đây, tí nó ve lại mình cho bạn xem là bao nhiêu phút, bao nhiêu tiếng nó sẽ được đi rước tiếp nha.
1:29 nữa là mình sẽ được đi rước tiếp, đi đón tiếp. Nếu bạn muốn nhanh thì bạn dùng 3 kim cương, bạn dùng 3 kim cương đó. Còn nếu bạn mà không gấp quá thì bạn đợi 1:30 nữa nha. Rồi ok. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình vào cho những cái người này ăn. Rồi nè. Quên. Nè bạn bấm vô người ta nha. Bạn bấm vào người ta, bấm vào đó. Bạn thấy không? Bấm vào cái người mình chọn cho ăn. Thứ nhất á là bạn muốn cho ăn thì bạn bấm vào xem khách ghé thăm. Còn nếu bạn không muốn cho ăn, bạn bấm vào chữ đưa đi nha. Rồi. Nè, bấm vào. Đó, xem khách muốn ăn. Rồi. Bạn muốn đưa đi ha, là muốn cho người ta ăn cửa hàng quà tặng nè, mình muốn cho người ta ăn thì người ta bấm vào cửa hàng quà tặng đó. Rồi thủ tục thao tác y chang vậy đó, các bạn hãy xem thao tác của mình làm nha. Đó, cho người ta vô nhà hết xong rồi, một xíu mình sẽ hướng dẫn các bạn ép là làm sao không có lấy quà của những người ở trong cái nhà mình muốn cho người ta ăn nha. Rồi ok. Rồi ví dụ bạn đưa người ta vô nhà hết rồi mà các bạn không biết làm sao mà để cho người ta ăn nhưng mà giữ quà lại, ví dụ nhé, đây ví dụ cái nhà này giật nè, bây giờ bạn muốn cho người ta ăn, bấm vô cho ăn nhưng mà đừng có lấy quà của những người trong đây, ví dụ nha, các bạn không biết nè, ví dụ bạn bấm vô một cái mình sẽ hy sinh một người, mình hy sinh một người cho bạn hiểu luôn. Ví dụ giờ mình muốn cho những cái người trong đây ăn, bấm vô một cái đó, tự nhiên người ta nhận quà luôn, đúng không? Không cho ăn được đúng không? Rồi nhận đó, bạn phải lấy hết những cái quà của những cái người này ra bạn mới cho ăn được. Rồi mình sẽ chỉ bạn cái mẹo làm sao cho những người trong đây ăn mà vẫn giữ người ta quà ở đây được. Rồi bạn vô cái nhà đây, thấy không, đây tất cả như nãy đó là những người này mình chưa cho ăn nè, nhàn rỗi là hết đang đợi đó, những người này đang đợi, thấy không, bạn thấy đang đợi không? Rồi đang phục vụ không có, sẵn sàng có rồi, đang rời đi, đây những người này đang rời đi đó, đang đợi rồi, thấy không, bạn vào chữ đang đợi nè, bạn từ tất cả bạn chuyển qua chữ đang đợi đó, những người này đang đợi cho ăn đó, các bạn bấm vào nè, bấm vào y chang nãy luôn, bấm vào xem khách ghé thăm đó, thấy không, rồi cho người ta ăn nè đó. Rồi tiếp tục nha, bạn bấm đúng vào cái những người có dấu chấm than này, bấm vào đó, rồi cho người ta ăn. Đó không? Là mình giữ được cái người ở bên dưới nha, không có lấy quà lên. Tiếp tục rút tiệp đó, rồi chọn vô những người có dấu chấm than, chẳng hạn như cái này hết, bấm yêu cầu trợ giúp cho cờ lan hoặc những người bạn của mình cứu. Rồi ok đó, các bạn đừng có lấy tay mà bấm vô những cái ngôi nhà mà có người có quà nha, tại vì vô tình bạn bấm vô nó sẽ lấy quà lên á. Rồi cho anh tan nè đó, thấy không, bạn thấy rất là đơn giản. Đó, rất là đơn giản. Rồi cho người ta ăn. Những cái người này đòi ăn những thứ mà thứ nhất là rất nhiều, thứ hai là những cái món mình không có. Đó. Đơn giản đúng không? Đâu có gì đâu khó. Đó. Ok. Cái này là đã trợ giúp rồi nó. Rồi, cái ông này ông đang trợ giúp nè, đang đợi nè, khi nào có người cho ăn á thì các bạn bấm vào đây kiểm tra đó, nếu người ta cho ăn thì bạn bấm gửi thư cảm ơn và bạn kéo xuống là xong. Này đang phục vụ, các bạn thấy đang phục vụ không, những người này mình đang cho ăn là 4 tiếng nữa nè, 2:30 nữa nè, 2:14, 1:11 nè đó, khi người ta ăn xong hoàn thành cái thời gian á là nó người ta sẽ nằm bên đây. Hiện tại mình là tổng là 37/42 nha. Rồi các bạn có cái nào mà bạn chưa hiểu chưa rõ thì bạn để lại bình luận bên dưới, mình sẽ IP và liên hệ với bạn để giải thích cho bạn một cách tận tình cho bạn hiểu hơn nha. Nói chung là mình làm như vậy là rất là tận tình rồi, các bạn xem một lần không hiểu bạn xem lại lần thứ hai thứ ba chắc chắn sẽ hiểu. Rồi các bạn ơi, các bạn yêu quý mình á thì hãy để lại cho mình một lượt like, một lượt subscribe và các bạn để lại một bình luận bên dưới. Các bạn không biết bình luận gì bạn để lại dấu chấm hoặc là chữ A, chữ B, chữ C gì cũng được để giúp cho cái kênh mình nó phát triển nha các bạn. Hiện tại mình mở được kiếm tiền 6 ngày rồi. Mà 6 ngày nay thì nó cập nhật mình mới được có $2 thôi. Các bạn mà yêu quý mình thấy bạn xem mà có quảng cáo á thì các bạn hãy xem hết quảng cáo hoặc là các bạn bấm vào quảng cáo xem để cho mình có thêm thu nhập nha.
mình chân thành cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Bye bye các bạn.